Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Namly Magic. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Và chúng ta, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ làm về những tiết mục ảo thuật liên quan đến những xuất hiện những món quà này, những cái chai bia, chai rượu hoặc là những chai nước ngọt, vân vân. Thì đối với tiết mục ảo thuật này thì các bạn có thể biểu diễn ở trong các cái bữa tiệc hoặc là trong những cái ngày dịp đặc biệt như là Giáng sinh này, lễ hội vân vân. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau xem tiết mục ảo thuật của chúng ta sẽ thực hiện như nào nhé. Rồi, và đầu tiên thì các bạn sẽ cần những cái túi giấy để đựng hộp quà như này. Thì các bạn rất là dễ dàng có thể mua được ở các cái cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc là các cái văn phòng phẩm. Thì chúng ta sẽ có những hộp quà như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gấp đôi cái hộp như này. Chúng ta sẽ gấp đôi nó lại. Và sau đó là chúng ta sẽ gấp đôi cái hộp này như thế này. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta khi mà chúng ta đã có những cái nếp gấp như này. Đây, chúng ta sẽ có những nếp gấp. Thì chúng ta sẽ sử dụng dao dọc giấy và chúng ta sẽ cắt một đường và đúng cái dọc như này. Vì sao chúng ta sẽ phải cắt như vậy? Bởi vì rằng là khi mà chúng tôi gấp vào như này và khi chúng ta quay hai mặt như thế này thì khán giả sẽ không nhìn thấy cái vết cắt đó của chúng ta đó. Và lưu ý rằng là chúng ta sẽ cắt một lớp thôi. Chúng ta sẽ sử dụng dao dọc giấy và chúng ta cắt một lớp như này đó. Rồi, và tiếp theo thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái chai rượu như này và để cái chai rượu ở chỗ cặp quần như này. Và sau đó rằng là chúng ta sẽ đưa cái áo vest và chúng ta sẽ đưa lên như thế này. Và lưu ý rằng là chúng ta sẽ nên sử dụng áo vest hoặc là áo khoác, và lưu ý rằng là chúng ta không nên sử dụng khóa kéo đó. Và chúng ta sẽ để dạp như thế này và chiếc áo sẽ trở nên hoàn toàn bình thường. Mở chiếc hộp này ra và lưu ý rằng là khi mà chúng ta đã đưa ra xong thì chúng ta sẽ đặt gần vào đây. Sau đó là chúng ta sẽ thò tay vào đây, cầm vào đây, và sau đó rút lên. Như thế này. Và lưu ý khi mà chúng ta để ở dưới thắt lưng ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới quần nó sẽ lộ. Lưu ý ra chúng ta sẽ đưa dưới thắt lưng ra. Sau đó các bạn lấy ra. Thì các bạn có thể làm được với rất là nhiều đồ vật khác nhau như là cuốn sách này, chai khoai tây này, và những gói bim bim như này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Rồi, và chúc các bạn thành công. Sẽ cần một số lưu ý như sau. Đầu tiên, khi chúng ta mở áo ra thì chúng ta sẽ phải mở đều tay, hai tay chúng ta sẽ mở áo ra đều nhau. Và khi mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta hơi nghiêng một chút, và sau đó là tay phải chúng ta sẽ lấy chiếc cốc và chúng ta sẽ giữ ở tay như này. Và khi mà chúng ta mở sang tay trái thì sau đó là tay trái của chúng ta sẽ mở tiếp theo. Và sau đó là khi mà chúng ta cầm được cái vạt áo ở dưới, đồng thời cái chiếc cốc ở sau như này. Và sau đó là chúng ta sẽ quay ngang người về phía trước, và sau đó chúng ta sẽ kéo thẳng lên, kéo thẳng chiếc cốc lên như thế này.
Và lưu ý là khi mà chúng ta để thẳng trên cốc thì các bạn yên tâm là sẽ không lo là quần nước sẽ chảy sang ra quần áo nhé. Và ngoài ra thì chúng ta có thể làm xuất hiện bằng những cái món quà hoặc là những cái chai khác nhau như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được và chúc các bạn thành công. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một cái đồng xu như thế này. Và khi chúng ta gấp vào thì chúng ta sẽ gập những cái phần ở trong lòng bàn tay như này. Và sau đó khi chúng ta đặt vào đây giống như là mất vậy. Rồi, và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ lại giấu cái đồ vật. Ở đây thì chúng ta có thể dùng bằng chai nước là chai rượu hoặc là có thể là những cái hộp khoai tây như này, nhưng mà để làm tốt nhất thì các bạn nên làm bằng một chai rượu hoặc là một chai nước ngọt thì chúng ta sẽ làm được tốt nhất và sau đó là bạn có thể che giấu được tốt nhất. Và đầu tiên chúng ta sẽ để như này và sau đó chúng ta sẽ che lên như này đó. Và sau khi mà chúng ta lấy cái khăn ra thì chúng ta sẽ thực hiện đồng xu đặt vào đây và mất. Và khi mà chúng ta quay ra đây thì chúng ta sẽ cầm, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cầm ở giữa cái khăn và sau đó là chúng ta sẽ chỉ lên trên áo và đồng thời tay của chúng ta sẽ lấy cái chai ra và sau đó chúng ta sẽ đặt vào đây và lấy ra. Lưu ý cuối cùng đó chính là chúng ta không được mở áo này ra, là không được, mà chúng ta chỉ cần hơi nhấc lên này. Đó, ta làm lại, hơi nhấc lên này thì chiếc áo sẽ ok, hơi nhấc lên thì nó sẽ tự mở lên. Và khi mà chúng ta sẽ cầm chiếc khăn sau đó chúng ta cầm vào đây, hơi nhấc tay lên sẽ xuất hiện ra. Và lưu ý rằng là khi mà chúng ta che cái vải, khi mà chúng ta đưa vải lên đây và đồng thời tay của chúng ta đưa lên thì sẽ không bị lộ. Và chúc các bạn thành công.